Nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn đấu cái đèn báo số nhé, cho cái mạch điều khiển thay thế cho các cái quạt cơ, công tắc cơ. Thì cách đấu như sau này: trên những cái mạch này nó có cái ba con bốn điện trở này, là 1 2 3 4 này, là ba cái số này, 1 2 3 là số, 4 là tung năng điện nếu mà có, và nhiều cái quạt nó có sẵn cái lỗ này, đúng đây, thì chúng sẽ ấn vào đây và nhìn ở trên này thì nó cái những quạt cơ nó không có, nhưng khi ta bấm đèn thì nó sẽ vẫn có sáng ở điểm đấy. Còn nếu muốn thì các bạn đánh số ở trên, quét lỗ ra. Đây, cái bo này tôi đang sử dụng bo đỏ này, bo này là bo đời đầu là Trung Quốc, tiếng Trung, khiển tiếng Trung cũng có, và khiển tiếng Anh có, nó có hai loại, có thể là ra trước ra sau thì đời sau là bản tiếng Anh hoặc là bản tiếng Trung, bản tiếng Anh thì nhiều hơn. Đấy, hai mạch, cái mạch này nó cũng có R3, R4 này, thì con IC này nó sẽ làm nhỏ hơn, thì chúng ta sẽ lấy từ chân này, cũng là 1, 2, 3, 4. Lấy từ chân trong IC ra, lấy từ hàn vào đây, thì hàn về phía điện trở là phía 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 bên IC này. Và con này nó, cái mạch này nó có đèn nguồn này, thì ta câu lấy từ đây dạng được, hoặc là câu thêm, cái bo là không có là câu thêm điện. Và bây giờ dẫn chuẩn bị là điện trở và nét, trở có thể dùng trở 4,7 hoặc 10K, đây tôi dùng 10K, rồi tiến hành. Là tôi hàn ghim xuống, ấn vào cái lỗ đấy, ấn nét vào lỗ có sẵn này, và chập cái chân chung lại và để bốn chân hàn điện trở đây. Thì trường hợp này tôi bắt mặt đây thì có câu luôn từ trong chân điện trở phía IC này. Đấy, giờ tiến hành câu điện trở. Các bạn có thể hàn điện trở nha, xem là luôn dịch dịch cái này vào để cho nó cách điện tốt. Thì tôi sẽ hàn ở chỗ chân IC hoặc là đầu điện trở cũng được. Cái con nét cuối cùng này, đây là con bốn con nét, là ba nét số, một con nét tung năng này, và cái con nét cuối cùng này là con nét nguồn. Thì cái dây chung này là nó đấu vào dương tụ rồi, thì giờ cái con chân còn lại sẽ đấu vào âm tụ, là nét nguồn. Đấy, còn cuối này này, cái chân chung là chân dương, dương rồi sẽ dương tụ, và cái con nét nguồn này là sẽ vào chân âm tụ, là nó sẽ đấu con nét trở vào âm tụ. Đây là dương nguồn thì tôi sẽ đấu vào cái chân đầu của diode là dương tụ này, và đây là nguồn. Được, xong là con diode này. Là thử là cái lại cái điện nó bật đây. Đây khi cắm là cái đèn này nó sáng này, cắm nguồn này và khi bật này thì là cái đèn số ngoài cùng này nó sẽ sáng này, và tôi sẽ chuyển này. Đấy, cái số tiếp theo nhảy đây. Đấy, đèn tiếp theo nhảy đèn số 3 này, và cái tung năng này tôi làm cái quạt nó chạy. Đấy, thì là ba đèn sáng, đèn nguồn, đèn tung năng và đèn số 3 hay số 1 đấy. Đấy, đèn số đấy, ta tung năng và tung năng. Đấy, rồi đây này, tăng số này, tắt, còn một đèn nguồn đã xong. Kết quả sau khi lắp cái số này bật đấy, số 3 số 2 số 1 tắt đây, bật đây. Đây rồi, cái này nó sáng tung năng này, vì cái này là cách để mà để ra, nếu các bạn muốn nó sáng thì các bạn cắt lỗ cái mặt kia ra, bóc cái chữ